vô vô vô. Nhập chính rồi, nhập phụ đi. Ok. Rồi chào. Bạn đang rồi.
Vậy thì xì cái bánh. Nguyên rất nguyên nguyên. Tại sao cướp cái câu chúc vẻ đẹp của tớ? Trời ơi, trời ơi, cái câu vẻ đẹp đó là tớ nghĩ ra mà. Nhưng mà được cái sự sáng tạo là tớ năm nay 18 tuổi. Các bạn không ai biết là tớ 18 tuổi cả. Xíu tao lộn mấy mực. 21 tuổi mày mới được điệp đi club đó. Rồi tới ai kìa, bánh của ai kìa? Tới ai, tới ai? Này đó, không, để cắt xong rồi. Để qua là mình chén lại. Nhìn, quay mọi người chảy nước miếng. Thì thôi, để tao làm chậm lại. Hưng. Bữa nay các bạn ngon đi. Về về sáng hôm Quyên làm hoàng đế mua con đường luôn à. Ơ, sao biết? Trời ơi, uống xỉu rồi đó. Nó dẹp rồi hay sao? Hồi xưa nó có cái chỗ mà. Đi hả? Từ phải lên cái bọc tới lên đèo luôn Quyên. Ừ. Nó xỉu rồi nhá. Ủa, đi từ hồi sáng hả? Chưa, ẩn thấy dòng ra. Ăn cái nào cũng chua lẹ không? Thôi thấy ở trên support luôn. Ừ. Trang mấy? 96 hả? Ừ, 96. 96. Boss stop và trang stop cho hành chính. 96, 96. À, lấy bớt cái gì đây? Một hai đường khác. 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 Em chỉ đi chèm. Có tiền vô nha, sợ đổ vô ba bánh đổ vô nó. 129 đi. Ê, nhiều vậy, đủ gì vậy? Không biết, đếm cho mấy bạn. Ừ. Tiếp, 3, 6. 6. 9 nữa. 9. Vô đủ rồi. Quay. Cười này. Sao quên chế nhập chụp lại. Xong hết chưa, hết chưa? Thấy hai đứa mẫu không? Mấy cái nữa. Để cầm dĩa, cầm mẫu gần ghê chưa? Gớm không? Dĩa tiếp vậy. Dĩa kìa, quên luôn rồi. Từ. Để tôi đang dịu. Bình đâu rồi? Nó đi khắp bên mới kiếm được hàng mẫu thế này đó. Bình ơi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, còn cái nữa. Holy shit. Nó không nữa á. Bán. Không tốt. Bán cho mày đó. Không tốt. Bán cho mày shit. Bán cho mày shit. Bán cho mày shit. Bánh kem, sô-cô-la. Rồi, vô xe đi. Yeah. Đủ rồi đó. Sô-cô-la, nghe tớ có tiêu hòa. Ăn sô-cô-la. Nguyên đó, Nguyên đó rồi. Tớ ăn sô-cô-la. Trời, tớ ăn miếng xíu rồi. Không nghe. Tớ ăn sô-cô-la mà chơi. Con đi xấu nữa. Trời, cái nhà làm gì vậy? Bắt rào kìa. Bắt rào có cái cây. Mày. Ngon nhỉ, ngon nhỉ. Em chỉ xe đây. Em lượt. Ủa, nãy nó cho ăn tối hả? Kêu đây. Đâu, tao tưởng là mày ăn tế. Không ăn tối. Ăn chơi vậy thôi. Vậy tôi ăn hả? Ừ. Hồi sáng ăn thịt nhà mày đấy. Ủa mà nó nên tắt cái máy không vậy? Để gì luôn hả? Ngồi xem thì rất mệt mỏi.